Cảm ơn, nghỉ chơi chị mưa luôn, dặn luôn. Dạ. Thưa em ơn. Trời ơi, vài bữa mới gặp rồi. Mà cứ rồi Diễm Hương giận rồi kìa. Diễm Hương rồi xong rồi. Luôn Diễm Hương, Diễm Hương nói nghe nè. Rồi ơi té thôi, mình chỉ thôi nè kìa. Diễm Hương anh yêu kêu kìa. Anh yêu yêu chị luôn ha, được chưa? Trời ơi này ngồi xuống đây. Anh yêu yêu chị luôn. Rồi ơi, ngồi đi ngoài không yêu luôn á, dặn luôn đó. Rồi có hai đứa thì tình quá. Nè đỡ em yêu ngồi kìa, đỡ em yêu ngồi kìa. Ngồi nè ngoan coi. Rồi rồi ngồi bên, vô đồ bây giờ nè. Bắt đầu kìa. Sao mà nó hồn nhiên dễ thương dữ sự. Con cò mày múa bàn tay trong người chân. Cái gì? Con cò. Con cò ông. Mình nay ra chừng cả. Vậy buồn quá trời buồn rồi. Có đây giờ buồn không? Trời 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 trời. Đây có người thấy, có người thấy chị gì đó. À có thấy hai đứa tỏ tình rồi đó, có người thấy rồi đó. Có người để dạ. Yêu rồi đó. À. Biết yêu rồi đó. Hai đứa ra ruộng. Nè, hai đứa ra ruộng tỏ tình rồi kìa. Hả? Cái bôi, nói nghe bôi ơi. Ngứa hả? Bôi. Gãi kìa. Gãi cho chạy gãi đi, cho em gãi nè. Nè coi em nè. Đây mà, bí giận à. Giận à. Đồ duyên quá đi. Thôi đừng giận, thôi đừng giận. Gãi nè. Cô giọng cười bắn nước quá không? Giận luôn. Giọng cười bắn nước nữa, trời ơi đâu có giọng cười bắn nước nữa. Giận, giận luôn. Giận, giận luôn. Khóc rồi. Thôi, không bình thường á. Úng vô khóc luôn kìa. Bắt đầu khóc nè. Một sự mà phải nói bất ngờ. Ngờ luôn. Diễm Hương dẫn anh yêu đi nè, nắm tay anh yêu kìa. Anh yêu đi ngắm. Ừ, em dẫn anh đi đâu? Đi chơi. Ừ. Đi chơi vui ha. Xe kìa. Xe là có. Hả? Khách xe. Nhà có ai đẹp dần nhà đó, có ai đẹp dần nhà. Nhà ông Tùng. Dạ sao, sao biết nhà ông Tùng hay với ta? Ta đẹp ha. Ai biết đâu chơi này chơi giờ đâu biết. Chị biết đó, chơi này chơi gì, tôi chỉ biết á. Sao vậy, cái bản này á. Cái bản này á. Đẹp không? Đẹp. Cái chuối đẹp không? À, cái chuối đẹp không? Mình đẹp không? Mình trẻ không? Đó. Mình đó. Mình đi tiếp đi. Đây, chơi, đi chết. Đây nè. Thâm dịch chơi luôn. Nắm tay. Ai? Hai đứa nắm tay chứ. Đi dập chơi. Dẫn à? Dẫn. Mơm đẹp, ở đây. Mơm đẹp không nè? Đây, không dẫn nó lên. Mơm đẹp không nè, cây dừa. Cây dừa, cây dễ thương kìa. Nè, đây, chú vô, dùm cái. Rồi bữa nay Diễm Hương ha dẫn anh yêu để mà đi giống như đi đâu ta, đi đâu Diễm Hương, đi ngắm hoa ha. Rồi nè mình đâu những cái điểm nào nó đó đẹp đâu, bà ngủ đẹp quá trời vui nè bạn ơi. Ai chạy đi chơi xe đạp kẹt đi vô anh không xe đạp kẹt đi vô. Ừ đúng rồi. Dạ. Ừ. Nè. Quay qua đây. À coi. Quay qua đây. Hả? À, chị thấy một bông cùng chị chơi nữa nè. Ồ, ừ, thấy bông kìa bạn kìa. Thôi vậy chơi một chị chơi được. Đó. Hả? Hai. Gì vậy Thương? Cái gì vậy? Trời ơi. Ghê Diễm Hương đếm cái 1 2 quay lên liền trời. Nè. Chứ cái lời thì ghê luôn. Trời ơi, cũng đúng là phụ nữ nó có bản năng ta ơi. Đếm là bản năng ha, là có như hả bây giờ sao? 1 2 là mình quýu vợ liền à. Trời ơi, bản năng rồi. Con gà kìa Diễm Hương. Cái gà kìa. Con gà kìa chứ không. Dạ hả? Con gà. Ờ con gà. Nắm tay. Nắm tay, nắm tay. Bông đẹp kìa cho con gà kìa dễ thương không? Ừ. Con tá. Đúng luôn. Con cò bay dẫn đi nữa con ơi, đứng ở đây nắng quá nè. Đó lên đi nè con. Quá trời dơ. Tuổi già đó. Hả? Không nuôi với nha. Ê con cò. Con cò nắm tay kìa, nắm tay anh yêu kìa. Nắm tay em yêu kìa. Rồi tí giận rồi kìa. Nắm tay em. Nó không thấy đường thôi, nó không thấy đường, Diễm Hương không thấy đường. Nắm tay không à. Nắm tay không à kìa, đó, nắm tay chú không à kìa, lẹ lên, giành lại liền.
lẹ lên. Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Trời ơi. Rồi xong luôn, giận luôn. Nè, lẹ lẹ nắm tay đi. Ừ. Lại nắm tay liền. Diễm Hương kỳ quá, Diễm Hương không thương à. Không thương ai nữa mốt. Diễm Hương không chơi, Diễm Hương luôn. Rồi, trời. Sao dịu đỡ đau lại liền. Nhận luôn. Nhận luôn à. Thôi, nhận. Chạy chạy con dạy. Ừ, chạy quá kìa. Vô vô thẳng dậy giờ đó. Đúng không? Đây cho cái Hương này, dịch ơi. Vô kìa, muốn lên kìa, nó lên kìa, lên kìa. Dạ, 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 đây là chị ơi. Tí. Gì? Đừng đừng mới đừng đừng kêu tí nữa. Kêu bằng chuột đi. Kêu anh yêu coi. Anh yêu. Gì? Thôi đừng. Cài cái bông lên đầu của Diễm Hương đi. Sao mọi người. Trời ơi múa nữa hả? Cái đục sai, cái đục sai. Mẹ kêu dễ em nha. Gì? Mẹ kêu đi dễ em nha. Em nào? Dạ. Bíp bíp bíp. Dạ em á. Vậy. Dạ đó. Xe kìa âm nè, xe vô chị mơ ơi, vô đây chạy nè, xe tới kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Xe nè, bảo vệ cho. Mấy vệ chứ. Xe tới kìa. Căng rồi, biết rồi. Ê, bảo vệ phải không, thiệt bảo vệ không? Bảo vệ yêu mà nó núp xuống lưng. Ta núp mà. Anh Hồng Rơm. Anh Hồng Rơm. Rồi. Rồi. Bảo vệ yêu ta đứng trước mặt ta cản xe, còn núp xuống lưng. Đi đâu sợ xe à. Đấy. Gì? Giận mà. Mới được kêu giận, giận là mới được kêu tới nữa. Chứ kêu bằng gì? Kêu anh đi được rồi. Vậy cũng vậy. Ừ. Vậy đó mới chịu, mới chịu đó vừa đồng. Tí đúng rồi, đúng rồi. Vừa đồng. Vừa đồng mới chịu, vừa đồng. Ủa không biết chân không lên hết trời. À, chị Trân hôm bữa nay không có lên. Bữa nay chị Trân có một chuyện rồi con ơi. Không chuyện rồi đâu có lên được đâu. Rồi mình đi tiếp đi. Đi chơi, đi chơi. Ừ. Đi mắt này ơi. Con không nắm tay là chú không nắm đó. Dạ. À, đó đó. Giờ nó lên. Giận hơn vậy luôn. Thôi được rồi. Nắm tay đi, nắm tay đi. Đi vòng vòng chơi đi khắp mọi nơi. Chân mừng bao nọ miền mình mới sưng. Chú còn người bơi. Mẹ mắc cơm. Con còn. Mẹ em Phượng. Chạy. Mẹ. Sao hả? Mẹ đó. Thưa chú con đi. Sao? Chú con đi. Ngập nuôi đi. Bữa nay em thấy Diễm Hương nó không có cái vấn đề gì nó ngộ ngộ. Nó lại nói cái giống như cái nói mẹ mẹ mất rồi ai nuôi nữa. Hôm nay lại có cái suy nghĩ gì đó là cái đầu não nó như cái não như nó có phải sự phát triển anh ơi. Dạ. Thôi có suy nghĩ. Mẹ bà cứ chơi chạy đi. Nói gọi. Nói gọi là gì? Nói vậy em yêu. Trời ơi trời. Chị làm chưa? Ờ giờ làm rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Chị làm rồi, em ở đó được chưa? Ê, ở, đây, ở đây có thấy gì nè. Đu đủ á, có dám hái cho em yêu không? Ờ. Hả? Người ta chạy tôi xe 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 cho bà không ơi, xe không. Vô, xe kìa, cho bà. Xe tới kìa. Nè hay. Xe kìa đi xin vô lệ. Xe tới kìa. Lấn tao thật không. Ê, ê. Không. Nè hay. Xe em đây. Mà nắm rồi. Thôi à, giận luôn, giận luôn. Trời ơi, con mới nắm nó cười á kìa. Giận chạy luôn. Rồi, rồi. Đừng giận mà. Rồi, giận mà. Rồi. Ba kèo quá không, trời ba nữa, giận luôn. Ừ. Hai đứa này nó diễn kìa trời ơi. Còn hơn là diễn viên nữa. Chạy đây không được đó, chạy máu á. Nắm bắt đi. Trời ơi, thấy chưa, bản năng trỗi dậy nữa nè. À, bữa nay giống bữa nay cười tươi ghê luôn. Mình được bình quá trời được bình chơi kìa. Một bình chơi xong xong bự em. Được bình. Xuống đi chơi nè, được bình ơi. Rồi. Được bình ngon quá ham. Được bình. Được bình chơi, được bình. Được bình. Được bình. Được bình. Được bình. Đi đâu vậy? Kìa bước đu đủ rồi kìa, bước đu đủ rồi kìa. Vậy. Chị qua. Có ngày nào thì quậy cho nhở. Lớp tao không mà. Hai. Hai. Vô ngõ ngốc mà. Rồi. Đó, kêu 1 2 3 dính liền nhở. Thêm không? Cưng thiệt luôn á. Mình ngồi xong mà mình thấy nam mình ngộ vậy anh. Hả nghe 1 2 3 là quýu vợ cho kỳ anh. Quá đi vào giận giận. Chị đi. Chạy. Tưởng mấy người tỉnh như mình á, giờ mấy người khờ nghe cái tiếng nó quýu đó trời. Mùa trăng ngày đã ké cứ nhau. Chắc trời. Bà con không được mời mời đâu à. Áo dài đi trung tâm đi dục cầu phố. Đâu em bay trong đèn cá hát cái tên em. Cái này tí không? Nó tao không kìa. Bảo hai.
Cái này nếu mà còn một tuần lễ đó là ở đây lúa chín là cảnh đẹp lắm quý vị. Hiện nay lúa đã gặt rồi, chỉ còn là đất trống không. Nắng quá. Thôi bây giờ nè, hai đứa ngồi chỗ mát này nè, mình ngồi nói chuyện xíu đi. Thôi ha. Trời chín áo con quá à. Chín gì à? Chín áo. Trắng mặt họ. Ơi. À, nè em yêu ơi. Con gà, coi về cục báo quá. Không có con gà. Hai đứa dễ thương quá. Con gái mình. Năm này em đã lớn biết yêu thương mẹ của em. Công nữ miền quê. Công tử bà leo về cái. Đâu mà cười, mở miệng quá không cười nữa. Bắp cô không chịu phu. Thôi bữa nay tới tài thiên luôn nữa. Biết con nhộp con cào á, con cần con trời á. Gió mát Cam Thanh, gió mát Cam Thanh mát quá à. Má ông thì quên ta là ta quên này. Em dâu em yêu em dâu má không em dâu em yêu em yêu chứ con mà nói em dâu có nữa là có chuyện đó nha con. Bắt đầu quen làm chưa nè. Em dâu của má không em yêu. Má, em vợ anh đi đường nha. Em vợ chưa được hả? À. Em vợ chưa được đẹp trai quá không dữ quá à. Rồi giận trai á, giận trai đó. Ôi chân thanh gió mát ha, mà cái hai đứa ngồi đồng tâm sự đó. Đồng tâm sự của ai? Mấy chị chơi tí gì? Vậy. Mấy chị đi chơi đâu? Mấy chị. Đi đâu? Mấy chị là. Thôi con ngồi chút xíu đi, ngồi nghỉ mệt đi, tại vì Diễm Hương á đi mệt đó, đi nhiều mệt lắm nên đi ngồi nghỉ đi con. Diễm Hương ơi, sáng cơm chị Diễm Hương. Sao mình không cơm hả? Ông không cơm đi Diễm Hương. Mấy anh cơm. Ủa? Mấy nấu. Mấy nấu hả? Ăn mì tôm ngon không? Mấy xong một mới xong mình mới đi nè. Mấy xong đây tới hồi mới về đó. Nhận gì ạ? À? Nhà chị có mì tôm mà. Nhà chị có mì tôm mà. Muốn tiệm của tiệm á. Không phải đâu. Chị mua chị ăn á. Bé mua về nhà mà tránh cho đó. Mua xong về ăn, xong về luôn, mua xong về. Hai đứa này nó giống như là mới quen vậy trời. Chưa có dám vô đề. Chứ ngồi mà cái kiểu mà hãy có hai đứa này hãy vô đề là có chuyện liền á. Bé Barbie ngồi nè vậy không? Vậy đâu chứ. Đấy. Trời đó chú Phong á mà ngồi hai đứa con này hả là chú Phong chịu không nổi đó. Trời ơi. Chú Phong nói lời yêu liền đó. Yêu hết mình luôn đi. Hết mình luôn đi. Biết ai dạy không? Mẹ con mày dạy trước theo luôn vậy đó. Này là sự giống như là hồn nhiên của hai bé. Không nè, bắt đầu Dạ. Mẹ đó đi. Cái mẹ. Con gì kìa. Lãng mạn tôi chỉ con giật cổ cái mẹ nó đi. Con này con gì kìa. Ngóc bên kia kìa. Con gì? Ngóc à. Ngóc đâu? Ngóc. Cỡ nè. Ngồi đâu chỗ Diễm ơi. Chị Phương nó ngóc bên kia kìa. Dặn. Con gọi con kệ nó đi. Nói chuyện chơi vậy. Dặn nè. Thôi dặn mà. Cảm ơn chị chơi Diễm luôn. Dặn luôn. Dạ. Thưa em ơn. Rồi vài bữa mới gặp mà cứ rồi Diễm Hương giận rồi kìa. Diễm Hương. Rồi xong luôn. Diễm Hương kìa. Diễm Hương nói nghe nè. Rồi ê té. Mình chị thôi nè. Kìa. Diễm Hương. Anh yêu kêu kìa. Ơi. Yêu chị luôn á, chưa chưa. Trời ơi này. Ngồi xuống đây. Anh yêu chị luôn. Rồi ơi, ngồi đi ngoài không yêu luôn á, giận luôn đó. Rồi có hai đứa thì tình. Nè đỡ em yêu ngồi kìa. Đỡ em yêu ngồi kìa. Ngồi nè ngoan coi. Rồi giờ ổn lên. Vô đồ bây giờ nè. Bắt đầu kìa. Sao mà nó hồn nhiên dễ thương dễ sự. Con cò mày búa bàn tay trong người chân. Cái gì? Con cò. Con cò ông. Mình nay ở trên này cả. Vậy buồn quá trời buồn rồi. Có đây giờ buồn không? Trời.
Đây có người thấy chị về đó. À có thấy hai đứa tỏ tình rồi đó, có người thấy rồi đó. Có người để yêu rồi đó. À. Để yêu rồi đó. Hai đứa ra ruộng. Nè, hai đứa ra ruộng tỏ tình rồi kìa. Hả? Cái bôi nó nghe bôi ơi. Ngứa hả? Bôi. Gãi kìa. Gãi gì cho chạy gãi đi, cho em gãi nè. Nè coi em nè. Đây mà đi. Vậy. Dặn à. Rồi gì quá đi. Thôi đừng nhận, gãi nè. Gãi. Cô giọng cờ bắn nước không chặn luôn. Giọng cờ bắn nước nữa, trời ơi đâu có giọng cờ bắn nước nữa. Chặn, chặn luôn. Chặn, chặn luôn. Úc vô khóc luôn kìa. Úc đi. Một sự mà phải nói bất ngờ. Ngờ luôn. Bất ngờ. Nói chuyện nhiều quá ta. Mấy ai về không? Chị Quanh em về đó. Chắc mai mốt về luôn đó. Mai mốt chị em về. Chị Quanh với chị Quyền chị về. Chẳng mà. Thôi rồi nhận mà. Diễm Ương ơi. Kỳ quá không trời nói Diễm Ương. Dạo luôn Diễm Ương. Trời ơi. Cho luôn nè thấy không? Thôi đừng mơ đi. Con cò mày đi ạ. À, mà chú thúc mày chạy xuống đi chạy mà kìa. Nắng ha. Không đeo à, không đeo không mang khẩu trang vô. Nè. Đeo không đeo không mua nó nổi đầu chân nó bệnh đó. Con phải nói anh yêu kìa. Anh yêu bệnh đó. Bệnh đó nói em bệnh gầy, em yêu bệnh đó. Và không mua nó vô hồn treo. Tí ơi. Con ngồi xích qua đi cho em yêu ngồi cho tránh chỗ nắng rồi. Ngồi ừ, xích qua luôn. Vô đồ chị rồi. Vô đồ chị rồi, trời ơi con kìa. Ôi đồ nhân mà. Lên. Con gà đâu? À, à, à. Trời ơi. Cái môn nào cũng chơi cũng thử chưa. Bắt con gà chết rồi. Bum. Bum bà. Bum bà. Bum. Chị nhà tí ra nắng quá tí ra. Ờ rồi. Vô nhà chi. Ừ, một khi đã hả kêu ra ngoài ruộng rồi mà vô nhà. Ừ. Chút xíu thì vô nhà. Chút nữa 5 phút nữa sẽ 100 giây vô nhà. Không nuôi cho con nha. Mua vậy? Mua vậy? Nuôi cho em đi. Mua vậy? Nuôi cho em đi. Mua gì? Nó to lên rồi mới nghe chứ. Không, nuôi cho em à. Mua con em vậy? Nuôi em đi. Trời ơi trời. Trời ơi nó đòi nuôi, nó đòi em nuôi. Trời ơi. Nó kỳ quá ta ha, ngộ ghê trời. Bữa nay là lại nhắc nuôi. Em ê, thôi chị nè, chị đi em sao nói hoài vậy? Ừ, em không hiểu nữa nè. Nó nói mẹ mất rồi, anh Phong nuôi kìa. Ừ, bây giờ em mới đang thắc mắc hoài tại sao bữa nay lại nói cái câu này. Quý khán giả để cho là Phong cái suy nghĩ của quý khán giả nha. Nhiều không? Thương anh, thương ai, thương anh không? Thương này lại nói cái câu gỡ luôn đó. Ừ, cái này gỡ, câu gỡ. Không hiểu. Mẹ mất anh Phong nuôi. Trời trời, anh Phong nó cười, giờ cười, trơn phát dứt rồi kìa. Phong không trả lời được vì cái này á là Phong không mong muốn sự việc này xảy ra. Hai bé nó sẽ hồn nhiên và mong rằng là bác sẽ sống được 100 tuổi. Bé này bé bự, còn đây bé Ticula. Mẹ có Úc thời sống được 100 tuổi. Vậy chết á. Hả? Yêu dạ. Rồi thôi nắm tay nè, nắm tay đi vô nè. Về thôi. Bữa nay mình cái ngày đầu rồi mình đi ra ruộng đi. À, mình không có ấy gì chơi nha con. Thì nắm tay đi vô kìa, xe kìa. Ê, dặn mà, 1, 2. Đó, đếm kìa, đếm là nắm tay liền thấy chưa. Con này chạy bây giờ, đường chạy như mơ, xé chết. Đường chạy tình quá ha. Bé đầu chết, mẹ đầu quá, xịn lắm. Đồng trời. Thưa quý vị xem kênh Út Khờ và Tí Súng ủng hộ cho Phong Râu Thanh Phương quý vị ha. Rồi nhảy rồi, nhảy. Có nhạc rồi nè, nó nhảy rồi. Thân, đà, đi, đà, ô. Thì hôm nay video hai đứa mà đi ra ruộng để mà tâm tình thì thực sự thú vị về sự hồn nhiên một mạc của hai bé. Rồi Phong xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo. Bye bye. Đăng ký chia sẻ qua nhé. Nè hai đứa bye bye nè. Ê, hai đứa bye bye coi. Bye bye. Bye bye coi, bye bye coi. Bye bye khán giả. Bye bye khán giả. Ở đây nè em đợi, ở đây nè, vô nhà chi chạy. Ở đây nè. Ở đây nè. Trời. Bye bye. Rồi vô. Rồi rồi. Rồi Phong xin chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo. Giờ hai bé khờ đi nhé. Rồi Phong xin chào. Dặn kìa, thấy không? Dặn nè. Chú ơi, dễ thương nè. Đâm, nó bầm ơi, bầm. Ông chụp nó đi. Dặn mà một hoặc. Dặn nè. Ông chụp nó đi, bây giờ mình dạy. Để cho người ta tâm sự.